Đồ vô luôn anh của vậy. Thôi rồi đó kìa ta. Vô luôn anh. Ai con tụi mình đây, chào mày không em đi gấp này đã này. Này rồi, Hà Si, xin phòng ha. Mình khá mềm Hà Si nha, Hà Si đó thì đã luôn. Nhẹ của tôi 10 năm luôn ạ, mày làm sao ra được hay ta? Yaya Toure luôn hả? Yaya Toure, Respo, ai của tôi 10 năm luôn. Haji, ai của tôi 10 năm luôn, hạng này tôi khá là thích. Quá lần Winix là đẹp full option rồi. Vero, ai của tôi 10 năm luôn. Thằng mấy, Giao Rota, ai của tôi con này tập lên này. Socrates, ai của tôi 10 năm. Hạng của tôi 10 năm, hạng này có nhiều ta. Fure, ai của tôi 10 năm. 15.000 còn tầm 10 năm cũng được đấy ha, quả này được đấy. Ronaldo này, Ronaldo này bán rồi đúng không? Ừ, quả này có ai con tầm 10 năm nhìn ngon á. Đều đẹp quá mà. Cầm cái này vô đá được rồi, cầm cái này vô đá được rồi. Ai con tầm 10 năm rồi. Fute, Respo, 4 hàng 2 ta. À này đóng hàng 3 ngon luôn á, đủ hàng ngon ta. Thêm cái hạt Kimi hả? Veron Touré. Đây là con học bà đấy. Ồ toàn ai con tôi mờ toàn 255 không ác chứ ta. Socrates đấy. Đỉnh vậy, đủ toàn 55 không nha. Đâu Fuke với lại Haji thì bao nhiêu. 142 tăng tốc, lực sút xa 140 luôn. Rồi bóng 141, đủ bà kéo lấy 142. Ủa cái dàn này ai con tôi mờ 5 nhìn xỉn ha. Ai con tôi mờ 5 nhìn xỉn đấy. Respo ai con tôi mờ 5. Dứt điểm 143 còn 7 số luôn mà. 8 ai con tôi mờ 5. Độc lạ đỉnh cao luôn nha. Respo 2.5 luôn. Socrates ai con tôi mờ 5. Sao 39 luôn à. Bích lùa lên 4 mà bích lùa hết BB rồi, BB còn đâu. Verona con tôi 15, lực xuất xa trong 41. Đã phải xuất xoáy. Sức mạnh thể lực. Nỗ lực đến cùng luôn. Huyền thoại hết luôn ha, ai con tôi 10 thoại hết. Sao nó tao bị đích à? Tính bị đích này quá, bị đích tưởng tượng lên 5 ấy. Sao nó tao đã CV luôn à. Ngon cái xuyên phá luôn. Được, đào vô đá thì coi vô đá này thôi coi. Hai game tôi ra đuôi cái Chelsea 4-2-1-3. Nó tiếc qua cái chuỗi nhìn đẹp ghê. Em mới vô để lên 300 like, 63 like thôi, cả rất nhiều nha. C2 vô. Thôi con này đã CC3 được nha. À đã CC3 được đấy nhá. CC3 này để cân bằng đá CC3 ngon á. Được mới được mới làm. Đâu còn xoáy luôn được cung đầy đủ ha. Veron cho xuất xa vô. Mọi người đang xịn chưa? Đây nhà xây xuống, xuống bóng, xuống đầu.
tính là mấy ai con tên 15 nhìn gì cũng khó đá lắm nha, khó dễ đâu. Tung nóc luôn luôn mà. Đây, ok. Từ ơi, làm đi. Ơi, từ ơi, nhắn kèm nào đáng ghi đó. Cái này đã chậm rồi quá. Ai con tên M5 nhìn ngon gì chứ, để dây này cáo quét không á. Nhìn này cáo lắm, nhìn khó đá lắm. Thằng ơi. Hay quá ta, nhìn khó đá lắm nha. Không chỉ đủ skill dữ hả, ngủ dữ hả. Nó nghỉ cho 24 giờ hả, mai quay lại. Khó nha, nhìn khó dễ đâu. Quán chuyện gì. Nhìn biết ngay chuyện đó luôn ta. Bình thường ai mà chuyện gì ấy. Đẩy luôn tôi luôn ta. Đây rồi, Hà Si được không á. Tôi khá mềm Hà Si nha, Hà Si đó bị đã luôn. Trời hết giờ ra. Kèm kỹ quá, nó kèm mấy con anh kỹ quá. Đắp dễ tí vậy. Trời ơi, canh kỹ quá. Nó tàu bi á. Đá y tìm một suốt láo ở xa à. Nhìn nhìn nó dễ thì cáo nó thì con 15 quân vàng mà dễ thì cáo lắm. Kỳ cấp 50 đó hay ta, mới cấp 50 à, lên được thế giới luôn. Cái giai đầu mùa á, khánh đóng mùa trước rồi, áp lớn luôn. À em mới bị phá gò bảy cao sao vậy. Theo nghe mấy em đạp nhiều bị phá uổng vậy, nhắm con bay luôn. Làm cái gì? Điển luôn á. Quá vậy. À em đang top đặt húng luôn bị phá luôn hả? Em đặt thẻ lên bị rớt hay sao? Đây. Cái này handicap ơi, nó không phải đá, nó khó lắm, nhìn gì mà dễ đâu.
giúp đê cho chắc. Hai câu tôi vừa năm mà đã đều từ 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 rồi. Nhìn nhẹ chẳng năm bạc. Christian Eriksen. Đấy. Kèm ơi, kèm kỹ nha, này kèm kỹ ha. Hay á, đuôi đá kìa. Chè tốt ghê, chè tốt thằng ngoài cắm ra, đem đến truyền. Cá không ạ? Này này cá thì bên kia nó hay mình không biết. Bị người ta vô ạc đó, đùa ai vô ác vậy? Ai lúc đã đổi mới cho 5.000 đồng. Em mong mò ba con hùa đỡ ban cho như tiền vì lắc a quen thu ngon càng thì vào ngon view trên việc không đi xin nhà ai. À ok, cảm ai xuống nha, làm cái treo đá, chim si đá. Bữa lâu chưa biết chim si. Mới mà. Bị hoài luôn ta. Khỏi, gia tôi lên rắn lại kia ta. Mấy lần hả? Trời ơi, đồ của anh không à. Mấy cầu thủ tự kèm hay ra ta. Thủ khó chịu ra thì cá mong ba trái à, chẳng lẽ như phải năm trái chứ mà ăn ba trái thì được đấy. Đấy, Hoa Si đã đá rồi. Si này, Hoa Si hay quá vậy. Hashi IDM ơi, ngon nha. Hashi ra mấy lần ngon. Còn chứ hay quá. Hashi hay à. Ê. Rê hay quá. Quá. Bên nào người ao người ta. Thì giờ Win 0 với 2 mà lắc quá, delay quá mà. Win 0 delay quá, bây giờ cho Win 5 luôn. Win gì đi. Âm 2, âm 4. Âm 6, âm 8. Trời ơi. Cho Win 5 luôn, nhìn cho nó đẳng cấp. Và lúc đó mà anh em chê Win nó delay nó thì thôi bó tay luôn á. Điểm không? Hàng quá, nha tôi hết trận Hashi, hết trận Touré à. Bên năm chỉ còn mấy sẽ chuyền à, đúng rồi, chưa kịp mới nghĩ à, mới suy nghĩ à, chuyền à, mới ý nghĩ mà nảy lên à. Chẳng không em thì cao dễ đá nè. And then Rusko. And
Cho vô luôn á, ui. Thôi trời đó ghê ta. Là vậy như anh thấy em cầm bóng có bị ít sẵn chị nhanh nè. À đã lối đá vừa lối đá chậm. Biết không, cái bảng này là bảng thể lực quan trọng á. Anh em chạy nhiều quá nó mới hết thể lực nhanh lắm. Đi từ 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 thôi. Đội hình mình sẽ chỉnh cho AI nó tự chạy chứ mình không có chạy. Hàng để cái thằng cầm banh thì mình sẽ đi bộ thôi. Nhưng mấy thằng cầu thủ không cầm banh á sẽ, nó sẽ chạy nhanh em để đó, chạy nhanh nè, chạy nhanh lên mình. Bảo toàn thể lực. Đó nó cuối trận. Vô luôn không? À con tụi mình đây, chàng này không handicap này đã này. Đó không handicap nhìn nó đã, nó mượn rác luôn à. Suốt là vô à. Hay. Hay. Trời ơi, sao gì? Cho 54 à. 54 là chửi à. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.